Chiều ngày 8 tháng 2, đồng chí Phạm Đăng Lực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đến thăm tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, thăm chúc Tết Đảng bộ chính quyền nhân dân xã Lâm Phú. Cùng đi có đại diện các ban ngành trong huyện. Đến thăm chúc Tết Đảng bộ chính quyền nhân dân xã Lâm Phú, sau nghi nghe lãnh đạo xã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2017 và kế hoạch trực Tết đảm bảo an ninh trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Đăng Lực chúc mừng những kết quả mà xã Lâm Phú đạt được trong năm 2017, đồng thời mong muốn năm 2018, xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh chỉ đạo khắc phục khó khăn hạn chế, thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, chú trọng công tác phòng chống đói rét cho cây trồng vật nuôi, ổn định đời sống nhân dân nhân dịp Tết cổ truyền. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lưu ý, lãnh đạo xã quan tâm hơn đến đời sống của bà con nhân dân, nhất là hộ nghèo, để tất cả các gia đình trên địa bàn đều đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Chủ tịch chia sẻ những khó khăn với các hộ dân nơi đây, đồng thời mong muốn bà con khắc phục khó khăn, phấn đấu lao động sản xuất. Nhân dịp Tết đến xuân về, đồng chí mong muốn bà con mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, ngày càng phát triển kinh tế ổn định,